Được rồi, đi thôi. You are my sunshine. Mai ngủ đã ha, mai chủ nhật ngủ đã ha. Mình nên làm gì nhỉ? Vâng, lại là một bộ Lego nha các bạn. Chắc chắn các bạn sẽ thắc mắc là tại sao mấy ngày nay mình lại review Lego. Cho dù cái kênh của mình review đủ thứ dòng nhưng mà không có chữ Lego trong đó. Từ lúc mình mới lập kênh YouTube này thì mình mới chơi lại Lego và cộng đồng Lego Việt Nam cũng rất là đông. Cho nên là mình muốn tiếp tục review Lego để cũng như là chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm cho anh em. Mình đã thích chơi Lego từ nhỏ rồi các bạn. Và cái lúc mà Lego Ninjago nó ra thì mình đã mê nó ngay từ lúc bắt đầu rồi. Trời, mình đúng mê Lego Ninjago luôn. Nhưng mà càng lớn lên thì mình lại mê gái anime. Về sau thì mình cũng không chơi Lego nữa. Mình chuyển sang chơi Gunpla nè, Super Sentai nè. Và hồi đó là mình còn quá nhỏ nên là mình không có tiền để mua hàng Lego chính hãng. Cho nên là mình chỉ mua được hàng non thôi. Nếu như các bạn hiểu cái cảm giác mà hồi nhỏ mình mua hàng fake nhưng mà lớn lên mình có tiền mình mua hàng real á, nó cảm giác nó sướng lắm. Kiểu như tuổi thơ của mình nó được chữa lành vậy đó các bạn. Và đây chính là cái bộ Lego mơ ước của mình. Đây chính là Lego Destiny Bounty trong Lego Ninjago Movie. Và nếu như các bạn nào có coi clip trước của mình thì mình cũng mua một bộ Lego Ninjago Movie nữa. Thì mình thực sự rất là thích cái bộ phim này các bạn. Cho dù cái cốt truyện nó không có hay nhưng mà mấy cái thiết kế nó rất là đẹp. Và cái thiết kế mình nghĩ là đẹp nhất chính là con Destiny Bounty này. Bởi vì con này rất là bự luôn nha anh em. Đây, ở đây anh em có thể thấy là nó rất là bự và rất là rộng luôn. Ngoài ra thì cái thiết kế của cái con huyền này nó rất là giống với mấy cái con huyền của Trung Quốc hồi xưa á anh em. Một lý do nữa mà mình mua bộ này chính là chúng ta có đủ tất cả cái ninja Kai nè, Jay nè, Zen nè, Nia, Cole, Lôi và sư phụ Wu nè. Thật ra thì mấy em này anh em có thể mua lẻ được. Mình cũng đã mua lẻ luôn. Và vì đây là cái thuyền Lego nha anh em, cho nên là nó sẽ không nổi trên mặt nước được nha. Nó có ghi chú ở đây nè: Ship does not float. Ok, chúng ta quay ra đằng sau nè. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rất là nhiều điểm đặc biệt của cái con Destiny Bounty này. Ví dụ như là có thể kéo cái mái che nè. Bên trong sẽ có phòng riêng cho sư phụ Wu nè. Và ở trên là cái phòng huấn luyện của cái ninja nè. Có thể tách ra những phần của con huyền này ra luôn nè. Ở đây thì chúng ta có thể thấy Zen đang sử dụng cái bồn cầu nhưng mà tự nhiên có con cá nó ra nè. Cái khúc này nhạt quá. Và tất nhiên là đây là con huyền nên nó sẽ có cái cơ chế kéo cái mỏ neo lên nè. Và ở đây sẽ là cái chỉ số kích thước của con này, chiều dài khoảng 55cm và chiều cao khoảng 45cm nè. Rất là bự luôn nha anh em. Và có thể anh em sẽ thấy là cái hộp này nó bị nát rất là nhiều ha. Mấy cái góc này nó bị rách nè. Đó là bởi vì cái set Lego này nó ra rất là lâu rồi. Và mình mua là mình mua của một seller người Việt Nam luôn. Anh này bán cho mình với cái giá rất là ổn nha. Cái giá nó không có bị đôn quá cao. Tuy nhiên có một cái điểm yếu là mình mua bộ này nó không có sticker nha anh em. Sticker là nó bị mất rồi. Hơi tiếc một chút xíu nhưng mà mình nghĩ là không cần sticker cũng ok. Rồi ok, bây giờ mình sẽ khui ra nha anh em. Thật ra là cái hộp này nó đã mở rồi. Và cái anh seller ảnh dán băng keo dán sắt lại thôi. Nên là mình sẽ cắt ra thôi. Và ở đây có tổng cộng 17 bịch nha anh em. Và tất cả đều là new seal, cho nên gạch và mini vẫn còn trong tình trạng mới.
won't understand what's going on here. Give me a break, give me a break. Oh my God, oh, hell no, man. Wow, cuối cùng mình cũng xong cái bộ Lego mơ ước của mình rồi anh em. Wow, công nhận là nó rất là bự và rất là đẹp luôn. Nếu là fan của Ninjago thì chắc chắn các bạn đều biết con Destiny Bounty là gì. Thì đây là ngôi nhà của các ninja. Tuy nhiên trong bộ phim Ninjago Movie, đây là nhà của sư phụ Wu. Có rất là nhiều chi tiết, nhiều hoạt động trên cái con thuyền này. Thì bây giờ mình sẽ phân tích hết cho anh em nhé. Thứ nhất là ba cái cánh bùm. Hai cái cánh bùm này nếu ghép lại với nhau thì nó sẽ là một con rồng. Và anh em có thể thấy là trên hai cái cột này có che một cái dây. Thì cái dây này nó có ba cái lồng đèn và hai cái cờ. Hai cái cờ màu trắng này đáng lẽ là mình phải dán sticker lên, nhưng mà mình lại không có sticker. Và cái biểu tượng hình bông hoa này chính là biểu tượng của sư phụ Wu, và nó cũng được in đằng sau các ninja của chúng ta. Và tiện thể mình sẽ bỏ hai cái cột bùm này ra để coi cái phần bông tàu nó rõ hơn. Thì ở trên bông tàu anh em sẽ thấy là nó rất là rộng luôn, có thể để cả 6 ninja và bao gồm cái sư phụ Wu trên cái bông hiền này. Ở khúc này thì anh em sẽ thấy là một cái trục quay. Thì cái trục quay này là thả cái mỏ neo xuống nè. Xung quanh con thuyền này anh em sẽ thấy là có 4 cái chậu cây ở đây. Ở trên tầng này cũng có chậu cây luôn nè. Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều thùng hàng khác nhau nè. Ở đây sẽ là cái thùng có chứa hai con cá nè. Cái thùng ở giữa này là nó sẽ có một cái lon nước. Và cái thùng này thì nó sẽ có hai miếng gạch. Thì hai miếng gạch này nó sẽ dán sticker hình lá bài. Và hai cái lá bài đó chính là những lá bài của Lego Ninjago hồi xưa. Và ở đằng sau những cái thùng hàng chính là một cái bàn uống trà của sư phụ Wu nè. Ở đây thì sẽ có che một cây chổi và một cây sảng, thêm một thùng cá nữa nha. Ngoài ra thì ở đây có gắn thêm hai cái cần câu để bắt cá nè. Xung quanh cũng có gắn thêm lồng đèn nha anh em. Và tất cả chúng ta đều biết là Destiny Bounty, cái đặc trưng của nó chính là cái mũi tàu hình con rồng. Thì ở phiên bản này là sẽ có hai cái đầu rồng luôn nha. Ở giữa sẽ có một cái chỗ để gắn mini lên nè. Và ở dưới đây thì sẽ có hai cái cánh cửa. Thì khi kéo lên sẽ có những vũ khí bí mật nằm ở dưới. Rồi bây giờ mình sẽ tới cái phần trên cùng này. Thì cái phần này mình có thể tháo ra được luôn nha. Nó sẽ có những cái mái che. Thì cái mái che này thực chất là làm bằng những cái cửa cuốn trong Lego City nha anh em. Ngoài ra thì mình có thể kéo cái mái che lên để coi bên trong nó dễ hơn. Và nếu như nhìn rõ bên trong thì sẽ có một cái bàn. Thì trên cái bàn sẽ có một cái tấm bản đồ. Và tấm bản đồ đó là sẽ có hình con Destiny Bounty đến với cái đền của Garmadon. Lật ra đằng sau thì sẽ có hai cái ống khói như thế này. Và ngoài ra một cái cờ rất là bự nha. Thì cái cờ này cũng dán sticker luôn. Và tất nhiên là trên cái tầng này nó sẽ có cái bánh lái. Ở trên thì nó sẽ có một cái la bàn. Và đằng sau sẽ có thêm một cái kính lúp. Ok, tiếp đến sẽ là cái tầng dưới nha. Thì cái tầng dưới mình cũng có thể tháo ra được. Bên trong anh em sẽ thấy là một cái cuốn bí kíp nha. Cái cuốn bí kíp này được ghi bằng chữ Ninjago, nên là mình sẽ để cái phần dịch ở bên dưới nha. Và nếu như nhìn kỹ bên trong thì anh em sẽ thấy một con bù nhìn. Kế bên sẽ là hai cái cây katana được treo lên nè. Và ở khúc đối diện thì sẽ là chỗ để đựng vũ khí nè. Một cây nỏ và ba cây vũ khí khác nhau. Và cái phòng này anh em có thể thấy nó rất là nhỏ, nhưng mà có thể chứa đủ từ 1 tới 3 mini luôn nha. Và anh em cũng sẽ thấy những cái bức tường màu da này thì nó cũng là dán sticker luôn, những cái sticker hình cây tre. Và đằng sau cũng là hai cái cửa sổ luôn nha. Và sau khi mình tháo cái tầng này ra thì mình sẽ thấy được ở phần dưới của con thuyền, đó chính là cái phòng của sư phụ Wu. Thì để thấy hết cái phòng này thì mình sẽ tháo thêm cái phần này nữa.
Và bên trong đây có treo rất là nhiều thứ luôn nha anh em. Anh em sẽ thấy là có rất là nhiều món đồ được treo lên nè. Thực chất á là những món đồ này đều tượng trưng cho mỗi mùa khác nhau của Lego Ninjago. Thứ nhất là cây phi tiêu để tiêu diệt những con ma trong mùa 5 nè. Ở phi tiêu của Zen là tượng trưng cho mùa 3 bởi vì Zen đã hy sinh trong mùa đó. Tiếp theo là cái áo giáp của người rắn trong mùa 7, cây kiếm màu đen của tướng quân Kozu trong mùa 2. Hai cây dao này là xuất hiện lần đầu trong mùa 1. Cái tay cầm có đầu lâu là tay cầm kiếm của Nadakan trong mùa 6. Chiếc mũ của những con lính trong mùa 4. Chiếc nón của Gamadon trong mùa Pilot. Ở cái bên nón của Gamadon anh em sẽ thấy một cái tấm màu xám. Thì cái tấm này là đáng lẽ phải dán một cái sticker hình gia đình ninja của chúng ta nè. Và cuối cùng chính là một cái bức thư. Thì cái bức thư này mình không biết là gửi cho ai. Trong Ninjago Movie thì đây là ngôi nhà của sư phụ Wu, cho nên là chỉ có một cái giường của sư phụ Wu thôi. Và cái giường này có thể kéo ra và gắn một con mini bên trong và sau đó sẽ đóng vô lại. Coi như là đây là một cái cơ chế để đắp chăn cái con mini này. Và ngoài ra cũng không thể quên cái phòng toilet. Cái toilet thì nhìn nó rất là đơn giản ha. Nó có cái đồ bấm để dội nước nè. Và một cuộn băng vệ sinh nè. À lộp. Cuộn giấy toilet. Sorry các bạn. Một cuộn giấy toilet. Và kế bên sẽ là một cái bồn rửa tay nha. Mình có thấy cái hộp đằng sau là nó có để là một con cá bay ra khỏi cái toilet. Cũng may là con cá chứ không phải cái đầu người. Và ở trên khúc này là thêm một cái kính lúp nữa. Và kính lúp này nó rất là bự ha. Cái phiên bản này nó cũng có hai cái phản lực ở đằng sau này, có thể kéo lên kéo xuống nè. Và không thể quên những con mini trong set Lego này. Nó cũng là lý do tại sao mà mình mua cái bộ này luôn. Nó có đủ 6 ninja bao gồm cả sư phụ Wu. Và tất cả các ninja mình đánh giá là rất là đẹp luôn nha. Và cảm ơn anh em đã xem video ăn mừng một ca sub của mình. Mình cũng không tin là kênh của mình nó đạt một ca sub nhanh vậy luôn á anh em. Anh em sẽ thấy là một ca sub nó không có nhiều, nhưng mà đối với mình nó là một cái thành tựu. Và cũng chính nhờ sự theo dõi của anh em mà kênh của mình phát triển nhanh tới vậy. Cảm ơn anh em đã đăng ký kênh và theo dõi kênh của tôi trong thời gian vừa qua. Nhưng mà về sau thì chắc chắn mình sẽ không chỉ review mỗi Lego đâu. Nên là anh em nhớ đăng ký kênh của mình và theo dõi những video sau của mình nhé. Mình là Tom và hẹn gặp lại các bạn ở lần review sau.